chào mừng tất cả quý vị, chúng ta đã cùng đến với chương trình Về Nhà Đi Ăn. Quý vị thân mến, chương trình Về Nhà Đi Ăn được phát sóng định kỳ vào lúc 21:15 ngày thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Và đặc biệt hơn hết, chương trình này sẽ có rất là nhiều những vòng thi đấu hấp dẫn liên quan về an toàn giao thông. Có thể nói đây là một sân chơi, là một game show. Nhưng nói về an toàn giao thông thì mọi người hay nghĩ nó hơi khô khan một tí xíu. Toàn là những bộ luật, toàn là những biển báo giao thông hoàn toàn khác nhau. Chắc chắn sẽ không có gì đâu để coi. Nhưng không, kính thưa tất cả quý vị, bốn vòng thi đấu của chúng tôi với rất là nhiều những lý do vì sao chúng tôi lại mang những biển báo này lên sân khấu. Và đặc biệt hơn hết là sẽ có hai đội chơi cùng thi đấu tham gia thách đố với nhau. Làm sao để có nhiều điểm nhất. Ba vòng thi chúng tôi sẽ cộng lại những số điểm này, sao cho đội nào cao nhất thì chúng tôi sẽ có một cái tấm vé dành cho họ bước vòng cuối cùng, chinh phục giải thưởng là 50 triệu đồng. Wow, số tiền thưởng rất cao. Tôi tin là những người chơi đã rất là sẵn sàng rồi. Và Minh Sùi sẽ dành một ít phút nữa thôi để chia sẻ một tí xíu cá nhân của bản thân mình. Thật sự tới cái tuổi này thì chúng tôi cũng đã được phép sử dụng bia rượu rồi. Nhưng mà nếu sử dụng bia rượu thì các bạn đừng tham gia giao thông, để an toàn cho chính bản thân mình và tất cả mọi người xung quanh quý vị nhé. Và ngày hôm nay hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ hai đội chơi rất xinh đẹp. Xin mời. Hey. Trời. Ê, mấy đứa, anh mới vừa nói là uống bia rượu xong là say say, tụi em ra làm anh ngất ngay luôn á. Anh xịn luôn đúng không? Xịn luôn á, trời ơi đẹp quá, vỗ tay cái coi. Kasamita. Bốn người chơi ngày hôm nay toàn là trai xinh gái đẹp thôi. Chắc chắn là ngang tài ngang sức về mặt ngoại hình rồi. Bây giờ mình làm quen với họ nhé. Xin mời. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Về Nhà Đi Anh. Mình là Nhâm Phương Nam. Và hôm nay mục tiêu của mình đến đây là giành được 50 triệu. Wow, ngang ngược xúc tích. Không cần cái gì hết, 50 ngang triệu. Ngang ngược quá. Em tên là Kim Ngọc. Em cũng đến đây để giành 50 triệu. Đúng không? 50 triệu lương mạo cao nhất của chương trình. Để xem bên đây như thế nào. Thôi đội người ta đã như thế rồi thì đội mình khiêm tốn một chút. Đúng, Kim Thành. Em xin chào tất cả mọi người, chào anh Minh Sù. Em là Kim Thành và hôm nay em vẫn không thích ăn hành. Điều này không phải ai cũng biết em ạ. Là những người bạn rất là thân thiết mới biết. Thế thì ở ngoài cái hành ra thì còn cái gì không em? Chắc là 50 triệu thì cũng được đấy. Thì thôi mình cứ cầm về cũng được anh ạ. Ừ đúng rồi, chương trình cho mà không lẽ không lấy đúng không em? Đúng rồi. Nhưng mà đâu dễ lấy tiền của anh đem về một cách hiên ngang được. Thì em phải trải qua những vòng thi đấu chứ đúng không? Phải có người bạn đồng hành. Mời em giới thiệu. Dạ, xin chào anh Minh Sù và tất cả các bạn ở đây. Thì em tên là Châu Hải Nam. Thì em với lại chị Kim Thành hôm nay dù mặc dù chị Kim Thành nói là không muốn lấy 50 triệu, em quyết tâm để lấy 50 triệu về. Không muốn lúc nào, trời ơi. Đúng. Bạn đứng bạn bè ngay từ lúc đầu. Bé nó nói là 50 triệu thì cho thì lấy. Nhưng mà em quyết tâm để giành lại đó. Đúng, dạ. Phải như okay. Vậy mà có một cái tinh thần mình quyết liệt hơn. Hai đội chơi đã sẵn sàng rồi, nhưng trước khi thi đấu cho Minh Sù hỏi nhỏ một câu. Nam, em đã di chuyển giao thông ở trên đường chắc nhiều lần rồi hả? Thực ra thì ngày xưa là có, nhưng mà sau một cái thời gian mà em bị tai nạn giao thông rất là nặng. Cũng phải cỡ tầm 5 năm rồi là em đã không tự không mình tham gia giao thông, mà em toàn đi nhưng dùng các phương tiện tham gia giao thông công cộng. Hồi đó là em nhớ là buổi tối em đi làm về và xong như kiểu là bị quáng gà vì quá mệt. Thế cái em đâm vào cái xe ô tô mà đang đỗ ở ngay ven đường luôn. Xong sau đó thì em bị phải nằm viện mất phải 2 tuần. Coi như là lúc đó là mình có bất tỉnh không? Hay là mình bất tỉnh luôn? Và sau khi đó em sợ luôn, em không dám tham gia giao thông nữa. Thông qua câu chuyện này có thể nhận thấy một điều là không phải là chúng ta hay nói đánh võng hay là vượt đèn đỏ hay là những cái động tác nó không đúng an toàn thì mới xảy ra tai nạn giao thông. Nhưng đây trường hợp này là không ai làm gì cả mà tự bản thân mình không có đủ sức khỏe đúng không? Vâng. Cho nên sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Cho nên mọi người phải để ý tới cái việc này khi mà chúng ta bước lên trên chiếc xe và đã lái xe trên đường rồi. Còn em thì sao Ngọc? Em thì được cái là mẹ em tự hào lắm. Nhỏ tới lớn em đi xe từ lúc mới tuổi teen á, tới giờ luôn là chưa bị một vấn đề gì xảy ra hết. Trộm vía ha, ok. Nhưng mà mọi người sợ ngồi sau lưng em lắm, tại em hay kiểu lắc. Em lắc kiểu gì? Em lắc lại anh coi. Lắc lại đó. Dạ đúng lắc rồi. Ngọc rất thích cảm giác mạnh. Cho anh hỏi là tại vì sao mà mình lắc, mình vội quá hay là mình thích là mình chạy xe là mình phải lạng lạng đánh giọng. Tạo nét hả? Không có nên như vậy em à. Trông em rất là điềm đạm, mày không đúng rồi. Em rất là xinh ha. Mình đừng có tạo nét như vậy, mắt công nó có một cái gì đó nó bị tét thì luôn. Ok, còn bên đây thì sao, có những cái kỷ niệm về giao thông không? Hồi mà em mới biết đi xe đạp á, em rất là tự tin. Đôi khi chết vì cái sự tự tin đấy. Là em đi xuống dốc,
đang rất là hiên ngang đạp xe xuống dốc. Sau đó em đâm một phát vào nhà người ta, giật thẳng cái xe đạp lên luôn. Là cái xe đó bị mất thắng hay là em không thèm thắng luôn? Đi xuống dốc mà. Là em bóp phanh rồi, có nghĩa là đến đoạn đấy là đạp nhưng mà mắt cứ nhìn đi đâu ấy. Làm bạn với gió trời. Okay. Ôi, ông bướm kia. Xong, lao thẳng vào nhà người ta. Rồi bệnh tự tin em. Trời đất ơi. Bên đây là người ta không có sức khỏe, bên đây có sức khỏe thì lại nhìn trăng, nhìn gió, nhìn mây, không nhìn đường. Thôi thôi, cứ mỗi người là có một cái kinh nghiệm khác nhau luôn á. Còn em? Em vừa bị mấy chú công an thổi phạt vào. Vì sao? Vì em quên bật đèn chiếu chiếu xe. Dạ. Cái này là cũng là một cái tình huống mà thường xuyên xảy ra trong đời sống. Đôi khi là mình nghĩ là xe mình là buổi tối là nó có bật sẵn rồi. Khi mà bị bắt rồi em còn hoang mang không biết chuyện gì xảy ra hết. Nó anh nhắc thì em mới nhớ là mình chưa bật đèn xe. Vậy là ngày hôm nay bốn câu chuyện hoàn toàn khác nhau, nhưng mà chúng ta sẽ có hai tinh thần chiến đấu và hai đội chơi. Minh Sù rất là muốn nghe cái tên của mỗi đội đi để khi mà chiến thắng vinh danh cho nó sướng tai, hiểu không? Bên đây trước đi. Tên của một phương tiện giao thông rất là sang. Sang nha. Dạ, trời sang ơi, lắm nha. Chắc là ô người tô nước ngoài nè. Mới đây không? Ok, ok. Liên quan đến một cái bài hát mà em yêu thích nữa. Wow, taxi. Mời em. Xích lô. Trời. Ủa nhưng mà em. Sang mà. Sang cũng sang đúng nha. Bây giờ xích lô là một phương tiện giao thông để người nước ngoài người ta tới Việt Nam mình được đi tham quan thành phố bằng xích lô đó, đừng có đùa. Đội chơi đầu tiên là xích lô. Xích lô. Đối đầu chứ. Đội em sang hơn anh ạ. Sang hơn. Sang đúng không? Đúng rồi, tinh 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 tang tang tang. Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan. Nghe nó không có sang tí nào. Sang còn gì chiếc thuyền nan. Em ơi, chiếc bên đây người ta xích lô, người ta người lớn. Bên đây chiếc thuyền nan là trẻ thơ luôn hả? Người ta phải đạp đúng không? Đúng. Em đi dưới nước sang hay còn gì nữa. Với lại em được đi nhiều nước nữa. Đi tới đâu là phải có tiền, đúng không? Ngày hôm nay hy vọng rằng là tụi em sẽ có được nhiều số tiền thưởng đến từ chương trình này. Và cao nhất là 50 triệu đồng dành cho một đội chơi chiến thắng mà thôi. Và cuộc đấu bắt đầu. Mời hai đội chơi về vị trí. Thân mến, Minh Sù đã quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Anh. Và chắc chắn rồi, hai đội chơi sẽ bắt đầu vào những vòng thi đấu rất là cam go nhưng đầy thú vị. Vòng đầu tiên mang tên Khởi Động. Luật chơi như sau. Luật chơi vòng 1, Khởi Động. Tại vòng 1 sẽ có hai lượt chơi. Mỗi lượt chơi sẽ có 10 biển báo. Mỗi đội sẽ cử một thành viên để thi đấu đối kháng với đội bạn. Ở mỗi lượt chơi, hai người chơi sẽ bấm chuông một lần duy nhất để giành quyền ưu tiên trả lời tên biển báo đầu tiên. Sau đó, hai người chơi sẽ luân phiên để trả lời tên của chính biển báo còn lại. Một câu trả lời đúng được một điểm. Bây giờ mình xác định đi thành viên nào thi trước ạ? Em nhường cho... Dạ, đúng rồi. Anh sẽ chơi rồi. Em ơi, không có nhường gì hết. Em sợ thì em nói đại đi. Rồi, để Nam thi trước đúng không? Dạ, đúng rồi. Nam Nam luôn. Đúng okay. Rồi, bên Nam luôn. Nam. Rồi, xin mời Song Nam mời hai cô gái về đây ạ. Dạ, mời quý cô. Hai đứa tụi em, Song Nam. Cho anh hỏi là Phương Nam, em tự tin nhất ở những cái biển báo như thế nào? Em nghĩ là em sẽ tự tin ở những cái biển báo mà nó đơn giản thôi. Đơn giản thôi. Còn em, Hải Nam? Còn em thì những cái biển báo mà cấm dễ dàng thôi thì em sẽ quen thuộc hơn là những cái biển cấm mà nó quá khó với em. Em có bằng lái xe gì rồi? Em có bằng lái xe máy. À, tự hào ghê. Tụi nó bằng lái ô tô thôi chứ. Nói đùa như vậy thôi. Chứ nếu như mà các bạn để ý một tí xíu trong những tấm biển báo thì các bạn chỉ cần lập luận một tí xíu với những hình ảnh. Không thể cho một biển báo quá khó. Bởi vì là khi mà chúng ta lưu thông trên đường, nhìn vào cái bức biển báo, mình cũng phải thấy nó dễ dễ phán đoán thì mình mới biết được là mình nên làm cái gì, đúng không? Chứ cho khó quá thì mắc công mình đi sai luật nữa thì lại mệt. Và bây giờ lượt thứ nhất dành cho hai chàng trai. Bắt đầu. Nhóm Phương Nam là người trả lời đầu tiên. Xin mời. Theo suy luận của em, đây là một cái dấu hiệu về sự sống. Em, biển báo mà. Nó không có một cái phải là bức hình trừu tượng hay là nó có ý nghĩa ẩn dụ gì đây hết. Mời em, biển báo này là gì? Biển báo là có bệnh viện. Biển báo có bệnh viện. Đây là một đáp án chưa chính xác. Rất tiếc. Hải Nam, dứt điểm nào. Em suy nghĩ là biển báo này là bệnh viện ở phía trước. Biển báo có bệnh viện ở phía trước. Chốt chưa? Em chốt. Chốt, đây là một đáp án cũng chưa chính xác. Mời đáp án. Biển báo trạm cấp cứu. Thật sự là bệnh viện thì cũng hợp lý nhưng mà nó gần đúng thôi, trạm cấp cứu mới chính xác. Lượt tiếp theo thuộc về Hải Nam, xin mời.
Em suy nghĩ đây là biển báo phía trước có công trường. Biển báo phía trước có công trường. Mắt em hơi liếc nhẹ về đồng đội của mình. Không, em thấy đồng đội bạn bên kia cứ quơ tay qua chân em dòm thôi. Mấy bé này yêu thương nhau dễ sợ ha. Đây là đáp án không chính xác. Mời Nhâm Phương Nam. Theo em suy đoán thì em nghĩ là phía trước có hầm. Phía trước có hầm. Đây là một đáp án chưa chính xác. Và đáp án chính xác của chương trình là biển báo cửa chui. Nó có những biển báo liên quan tới hầm, nhưng mà đây là cửa chui, là một cái loại khác. Nào, Nhâm Phương Nam, tiếp tục lượt của em. Trời, thực sự nó không hề có một cái chữ gì luôn ấy. Nó có thể là hình dạng báo hiệu. Thiên thạch rơi, mũi tên thần không biết. Được, vòng trái. Vòng trái, đây là một đáp án hơi vòng vo. Chính xác hay không? Tôi xác định là không. Mời hãy em nghĩ là biển báo được chuyển làn sang bên phải. Và đây là đáp án cũng không chính xác luôn. Xin mời. Đây là biển báo hướng phải đi vòng chướng ngại vật. Nhâm Phương Nam, bạn đã có một cái là vòng, đúng. Nhưng là có bên phải luôn, đúng luôn. Nhưng mà là có cái chướng ngại vật, giống như là cái bùng binh chẳng hạn, là mình phải vòng qua cái chướng ngại vật đó để di chuyển. Xin mời tiếp tục, Hải Nam. Cái này là cái trạm dừng xe buýt. Trạm dừng xe buýt, đây là một đáp án. Có bến xe buýt, có chiếc xe buýt, trạm dừng xe buýt. Đúng, xin chúc mừng. Yeah. Không, cái này là may mắn thôi. Biển báo bến xe buýt rất là hợp lý. Màu xanh là nó biển báo, đúng không? Tiếp tục, lượt của Nhâm Phương Nam, xin mời. Cái này em thấy rất quen luôn á. Quen lắm, nào em cũng quen hết. Không, cái này là cảnh báo phía trước có đường hẹp. Cảnh báo phía trước có đường hẹp. Và đây là đáp án. Không thể sai được, chúc mừng. Biển báo đường bị hẹp cả hai bên ở phía trước, hoàn toàn hợp lý. Tiếp tục, Hải Nam, xin mời. Em suy nghĩ là có núi sạt lở. Có núi sạt lở, đây là một đáp án chưa chính xác. Để xem Nhâm Phương Nam tự tin có trả lời được hay không, mời em. Em lại xin chia sẻ một lần nữa. Không chỉ là cách đây 5 năm em bị tai nạn một lần, mà vào năm lớp 8 em cũng bị tai nạn một lần nữa. Cái biển này luôn. Là em đi trên một con dốc, phía sau là xe của em bị mất phanh, là bị đâm vào cái làn cột mốc bên cạnh đường luôn. Đây là biển báo cảnh báo dốc 10%. Biển báo cảnh báo dốc 10% là một đáp án hoàn toàn chính xác, chúc mừng. Yeah. Biển báo xuống dốc nguy hiểm. Dạ. Yeah. Ê, hình như là có kỷ niệm cuộc đời đó. Xong rồi mình mới có kiến thức em. Đúng rồi. Không nên nhờ cái kỷ niệm đó mà mình biết được kiến thức này. Chúng ta chỉ cần đi học hoặc theo dõi chương trình này thôi em nhé. Lượt tiếp theo thuộc về Nhâm Phương Nam. Nhìn cái dáng cũng giống em á. Đang đi cắt quá. Đây là biển cảnh báo phía trước có đường đi bộ. Phía trước có đường đi bộ. Đây là một đáp án chưa chính xác. Em nghĩ đó là biển báo cấm bước vào cái kiểu như mấy cái công trường á. Em nghĩ là biển báo cấm bước vào. Em thấy chỗ nào là công trường? Em suy nghĩ vậy thôi. Hai cái làng. Là coi như là nó là từng vạch nó bị cắt như vậy là chưa làm xong đó, đúng không em? Dạ. Em suy nghĩ như vậy. Và anh suy nghĩ là câu trả lời của em chưa chính xác. Rất tiếc. Đáp án chính xác của chương trình là biển báo đường người đi bộ cắt ngang. Là cái con đường đó chắc chắn sẽ có người đi bộ đi ngang qua đường, cho nên là mình phải lưu ý để giảm tốc độ lại, không gây nguy hiểm cho người đi bộ phía trước. Và lượt tiếp theo thuộc về Hải Nam, xin mời. Đơn giản nè, chứ khi nữa. Em thấy quen lắm mà em sẽ mua mất tiêu rồi. Em nhớ lại đi, ở những cái nơi mà công cộng đó, anh thấy là những cái biển báo này xuất hiện rất nhiều. Dành cho người đi bộ. Em chốt đáp án đi, tại vì em không biết đáp án. Đáp án của em chốt là biển báo dành cho người đi bộ. Và đây là đáp án không chính xác. Mời Nhâm Phương Nam. Đáp án của em là đây là bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe, một điểm nữa, chúc mừng. Biển báo nơi đỗ xe, hợp lý. Anh chị Thành hỏi em nãy gì để chỉ cho bạn. Trời. Em ơi, thật ra là em đến đây vui là chính ấy, nhưng mà em không nghĩ là các Thành bạn ơi, như Thành vậy. Thành ơi, đồng tiền đi liền khúc ruột Thành ạ, không được. Ok. Và bây giờ sẽ là lượt tiếp theo, xin mời. Mời Nhâm Phương Nam. Thì em nghĩ là cảnh báo là phía trước là một khu công trường rất là bừa bộn, có rất nhiều sỏi đá rơi, xe ô tô đi cần phải cẩn thận, người lái xe chú ý. Cảm ơn em rất là nhiều. Cái tên biển báo rất là dài như vậy thì cũng không hợp lý em nhé. Chưa chính xác, mời Hải Nam. Đáp án của em là phía trước có đá rơi. Đá rơi, đây là đáp án không chính xác. Và mở đáp án ra xong tụi em bất ngờ, tại vì nó dễ như là cho điểm. Mời. Biển báo sỏi đá bắn lên. Lần đầu tiên em biết luôn. Không, có nghĩa là
nghe cái tên cụm biển báo thì mình dường như mình thấy nó hơi vui, nó hơi ngộ nghĩnh đúng không? Nhưng mà thực sự ra là cũng tốt cho những người người ta di chuyển bằng phương tiện khác, hoặc là đi bộ, hoặc là đi xe máy, xe đạp ở cái khu vực đó. Mà mình ngồi trong xe ô tô đó, mình đâu có biết đá nó bắn ở đâu đâu. Nó bắn ra bên ngoài mà, nhiều khi là trúng những cái người khác đang di chuyển đó. Cho nên đây là một biển báo rất là hợp lý cho những cái khu vực có nhiều sỏi đá trên đường. Và biển báo cuối cùng, xin mời. Em nghĩ đây là biển báo cấm vượt quá tốc độ 50 km/h. Biển báo cấm vượt quá 50 km/h. Dạ. Đây là một đáp án đúng rồi. Yeah. Biển báo tốc độ tối đa cho phép là 50 km/h. Và khép lại 10 biển báo, điểm số hiện nay của hai bạn như sau. Nhâm Phương Nam, bạn đúng được 3 câu, chúc mừng 3 điểm. Hải Nam, bạn đúng được 2 câu, 2 điểm cho mình. Yeah. Và chờ đợi xem lượt thi đấu của hai cô gái như thế nào. Dạ, xin mời hai quý cô ạ. Hai cô gái thân mến, và như hai chàng trai đã vừa trải qua cái lượt đầu tiên, 10 biển báo tụi em thấy sao, Kim Thành? Em thấy là có một tương lai không xa là mình sẽ trả lời đúng nhiều. Còn em, Kim Ngọc? Dạ, mấy cái đó em có học á, mà em sợ tới em là mấy cái em chưa học quá. Đúng. Anh chỉ cầu mong rơi những cái em học rồi, đúng không? Đúng để rồi. Để mất công nó không có đúng sở trường. Dạ. Nhưng mọi người thấy là mình dở ha. Hai cô gái của chúng ta sẽ bắt đầu lượt chơi với 10 biển báo hoàn toàn mới. Lượt thứ hai bắt đầu. Kim Ngọc, mời Kim Ngọc. Dạ, cái này là xe hàng nè. Ừ. Không được chở hàng hóa dài. Hả? nhiều. Không được chở hàng hóa dài và nhiều. Không thể đúng được nha. Chia buồn với em, mời Kim Thành. Em nhìn xe này giống xe container ấy. Cấm xe container vượt quá 14 m. Cấm xe container vượt quá 14 m. Đây là một đáp án cũng chưa chính xác. Và xin mời đáp án. Đây là biển báo hạn chế chiều dài ô tô kéo móc. Có nghĩa là 14 m trở lại thôi. Mời lượt chơi của Kim Thành. Có cầu vượt phía trước ạ? Biển báo có cầu vượt phía trước. Đây là một đáp án không chính xác. Rất tiếc, mời Kim Ngọc. Cái này ở dưới thì giống đường băng, nhưng mà ở trên giống cái cầu. Dạ. Dạ, nhưng nên là cầu em băng. Dạ, nên là em chốt có cái cầu bắc qua. Biển báo có cầu bắc qua. Biển báo có cái cầu bắc qua. Đây là đáp án chưa chính xác luôn. Rất là tiếc. Ok, đáp án chính xác của chương trình là biển báo đường cao tốc. Trời ơi. Đơn giản là như vậy thôi. Khi mình nhìn thấy cái biển báo này thì chúng ta biết là bắt đầu mình sẽ vào đường cao tốc, mà mình phải chạy đúng cái vận này, tốc chạy ô tô sẽ làm sao hợp lý nhất với những xe phía sau và xe phía trước để bảo vệ an toàn ở từng cột mốc đường ha. Lượt chơi của Kim Ngọc, xin mời. Dễ. Dạ, cắm xe máy với ô tô luôn. Đây là biển báo cấm xe máy và ô tô luôn. Khi trả lời, đôi mắt của cô ấy không tự tin nhìn thẳng vào tôi, mà cô ấy nhìn xuyên thủng qua tôi. Không có. Anh ơi, em cảm giác em bị... bạn đang đóng phim ấy. Em bị lé kim, em bị lé kim mà. Nên vấn đề nè. Trời ơi, dạ. Vì một điểm mà bất chấp luôn cơ thể, bị lé kim rồi. Dạ. Câu trả lời chính xác, chúc mừng. Một điểm đầu tiên cho mình. Đây là biển báo cấm ô tô và mô tô. Tiếp tục, biển báo tiếp theo. Xin mời lượt chơi của Kim Thành. Ôi, hấp xe à? Biển báo là phải bật đèn ô tô. Biển báo phải bật đèn ô tô. Đây là một đáp án chưa chính xác. Mời Kim Ngọc. Đáp án ở đằng trước có chỗ rửa xe hơi. Đáp án phía trước có chỗ rửa xe hơi. Đây là một đáp án. Chính xác, chúc mừng. Ngạc nhiên chưa? Dạ. Biển báo có nơi rửa xe. Em biết rồi, khi mà mình lái xe ô tô thì có những nơi khi mà tụi em bước vào trong trung tâm thành phố thì xe phải sạch, không có để xe bẩn vào trong cái khu vực thành phố. Cho nên là sẽ có những cái bãi để rửa xe, giúp cho mình xe sạch sẽ hơn. Mắc công là xe mình sẽ bị phạt khi mà mình vào trong thành phố. Một điểm nữa dành cho Kim Ngọc. Tiếp tục, mời Kim Ngọc. Đã. Cái này là cả một câu chuyện nè. Không có nhìn nam nữa, nhìn anh nè. Hay, hai phân tích. Dấu chấm than. Giữa tốc độ. Dạ. Một chiếc xe có cái bánh bự, chắc chắn là xe bự. Đây là chiếc xe nhỏ hơn. Đây là biển gì? Biển báo phía trước dễ xảy ra tai nạn. Biển báo phía trước dễ xảy ra tai nạn. Chốt chưa? Dạ chốt. Đừng có nhắc, không có nhìn đâu. Và đây là đáp án chính xác, chúc mừng. Em thấy không? Em thấy không? Em tự lập luận đôi khi nó đúng hơn là mình chơi tam sao thất bại. Ông này ông diễn nhiều khi mình không hiểu được, mình trả lời sai luôn. Đây là biển báo đoạn đường hay xảy ra tai nạn, hoàn toàn hợp lý. Và bây giờ sẽ là lượt chơi của Kim Thành.
Đó, dễ ẹc. Đối với em thì không dễ đâu. Biển báo cảnh báo này. Cảnh báo gì? Báo đi ngược. Biển báo đi ngược. Đây là một đáp án không chính xác. Rất là tiếc. Mời Kim Ngọc. Dạ, cái này em biết sương sương. Biết sương sương hả? Biển báo có cái nút giao, cái điểm giao ở đằng trước. Nút giao đường xe ô tô. Giao nhau với đường xe ô tô. Đây là một đáp án sai. Đáp án chính xác của chương trình là biển báo giao nhau với đường ưu tiên. Ưu tiên hồi nãy phải diễn cái kiểu Chơi. Trời ơi, ba em này như đi động kịch kia anh ạ. Không có, anh nói dạ bộ vui thôi chứ đâu có chỉ gì đâu. Xin mời biển báo tiếp theo. Mời lượt của Kim Ngọc. Dễ, cái này dễ. Biển báo hướng dẫn đi cho nhiều làn đường. Đây là biển báo chỉ dẫn hướng đi cho từng làn đường. Cho nhiều từng làn đường. Cho từng làn đường. Cho xe đi theo từng làn đường. Cho xe đi theo từng làn đường. Đây là đáp án chính xác, chúc mừng. Hợp lý. Và để rõ ràng hơn và chính xác hơn, đây là biển báo hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường. Rõ hả? Mời lượt chơi của Kim Thành, xin mời. Trời ơi, sao em toàn mấy cái khó vậy? Không, cái này cực kỳ dễ, em phân tích đi, nó dễ ẹt. Biển báo là rẽ phải là đường cụt. Biển báo rẽ phải là đường cụt, đây là một đáp án chính xác. Đúng rồi. Anh nói dễ mà, cái này mình tự phân tích thôi là được. Biển báo đường cụt ở bên phải thì em thấy là có một bên phải rẽ vô không, mà nó có một cái dấu hiệu đỏ, đó là báo hiệu là đường cụt rồi, không còn đường một cái gì nữa, không còn đường ở phía sau nữa. Một điểm nữa dành cho Kim Thành. Mời Kim Ngọc. Cái xe này chạy lên, cái xe kia bắt chước chạy. Bắt chước chạy nhanh hơn. Bắt chước hả? Dạ. Cái xe này tức hơn, nó chạy nhanh hơn nữa, cứ vậy mà nó đua nhau vậy. À, một cuộc đua xe trên đường à? Cái ý em là vậy á, không biết ý đáp án sao. Ý đáp án là sai nha. Đáp án chưa chính xác. Mời Kim Thành, xin mời. Biển báo cấm ô tô đi bên phải. Biển báo cấm ô tô đi bên phải, đây là đáp án chưa chính xác. Nếu như em phân tích một tí xíu nữa thôi, vượt nhau. Vượt, cấm vượt. Mà vượt như thế nào? Xin mời. Đây, biển báo cấm ô tô tải vượt lên. Hai xe đang di chuyển ở trên đường mà xe đằng sau muốn vượt lên trên thì xe ô tô tải cấm không được vượt lên phía trên xe ô tô con. Còn một biển báo cuối cùng nữa thôi. Mời Kim Thành. Ê, trời ơi, này dễ. Giống như anh nói, có một cái biển báo về bệnh viện nữa. Về y tế đúng không ạ? Y tế nữa. Biển báo phía trước có bệnh viện. Biển báo phía trước có bệnh viện, đây là đáp án. Đúng. Yeah. Đó, hợp lý, biển báo bệnh viện. Chúng ta đã trải qua 10 biển báo dành cho hai cô gái. Và bây giờ sẽ là những điểm số nhé. Những chàng trai được 3 và 2 rồi. Và không biết Kim Ngọc, bạn tự tin đúng mấy câu? Nhiều quá chị, em không nhớ nữa. Chính xác nhất, em đã mang về cho đội mình được thêm 4 đáp án nữa, chúc mừng. Yeah. Kim Thành, em được 2 điểm nữa dành cho đội của mình. Yeah. Chúc mừng các bạn trở về vị trí của mình. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã khép lại vòng đầu tiên khởi động ở đây. Và điểm số hiện nay của hai đội chơi như sau. Đội Chiếc Thuyền Nan đang có 4 điểm, chúc mừng. Đội Xích Lô các bạn đang có 7 điểm. Yay. Hiện nay thì Xích Lô có vẻ như là tạm dẫn đầu. Chúng ta vẫn còn nhiều vòng lắm, và vòng 2 nhiều điểm nữa, các bạn cứ cố gắng nhé. Vòng 2 của chúng tôi mang tên Hợp Sức, chúc mừng. Mình sẽ quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Anh. Chương trình của chúng ta là một sân chơi dành cho những đội chơi thử thách bằng những luật về an toàn giao thông. Và vòng thứ hai của chúng tôi mang tên là Hợp Sức. Luật chơi vòng 2 Hợp Sức. Trên màn hình LED sẽ chiếu lần lượt 5 xa hình với những tình huống giao thông khác nhau. Đội chơi sẽ bấm chuông giành quyền trả lời. Sau khi MC đọc hết câu hỏi, trả lời đúng một xa hình, đội chơi sẽ nhận được 2 điểm. Vòng này để cho đội mình có một cú lội ngược dòng đó, cố gắng lên nha. Xin mời bước xa hình đầu tiên. Theo hướng mũi tên, biển báo đặt trước ngã tư, những hướng nào xe được phép đi hết? Mời nhắm bước nào. Sao cái này không kêu quá. Dạ, theo cái hướng mũi tên của biển báo thì mình chỉ đi được hướng 2 và hướng 3. Hướng 2 và hướng 3, đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Yeah. Trong cái bức hình này thì chúng tôi có một cái biển hiệu. Đây là một biển hiệu lệnh
chỉ được phép đi thẳng hoặc rẽ trái mà thôi. Cho nên hướng đi số 2 và số 3 là hoàn toàn chính xác. Chúc mừng các bạn. Và bây giờ sẽ là bức xạ hình tiếp theo. Câu hỏi của chúng ta như sau: xe nào phải nhường đường trong trường hợp này hết? Mời em, Hải Nam. Em nghĩ là trong bức hình thì xe ô tô tải phải nhường trước xe buýt. Xe ô tô tải sẽ nhường cho xe buýt. Và đây là một đáp án chưa chính xác. Dạ, theo em nghĩ thì hai xe đang phạm quy á. Trên hình thì chỉ có một mũi tên đen là được đi thôi, mũi tên đỏ không được đi. Nên là ô tô tải sẽ đi thì xe buýt nhường đường ạ. Xe buýt phải nhường đường cho xe ô tô tải. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Yeah. Thật sự ra thì cái lời giải thích nó cũng khá là đơn giản như thế này. Biển báo bên xe tải là biển báo được ưu tiên qua đường hẹp. Biển báo ở bên xe khách á, là biển báo phải nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều khi mà qua một cái đường hẹp. Vậy nên xe phải nhường đường, đó chính là xe khách. Và bây giờ sẽ là bức xạ hình thứ 3, xin mời. Câu hỏi của chúng ta như sau: thứ tự của các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Hết. Mời nhà Phương Nam. Theo em thứ tự thì sẽ là xe đạp trước này, xong đến xe máy, xong đến xe lam, xong đến ô tô. Đây là đáp án chính xác, chúc mừng. Khi mà các xe đến với đường giao đồng cấp cùng một lúc thì nhường đường cho xe bên phải, và thứ tự đi như chia sẻ với Nhâm Phương Nam đó chính là xe mô tô và xe đạp. Vì đường ở bên phải hai xe này trống, không có xe nào cả. Xe lam vì đi thẳng và đường ở bên phải xe lam đang còn trống phía trước đó, và tiếp tục là xe con vì rẽ trái và đường ở bên phải xe còn trống ở phía sau, và do là nó đi sau. 2 điểm nữa cho xe đội của mình, chúc mừng. Và đây là bức xạ hình thứ 4, xin mời. Câu hỏi của chương trình như sau: theo hướng mũi tên, những hướng nào xe tải được phép đi hết? Mời Kim Thành. Xe tải được phép rẽ phải. Rẽ phải đó là số 1. Chỉ có hướng số 1 mà thôi, đây là đáp án chính xác, chúc mừng. Ở trên đường xe tải đang đi thì có biển báo bắt buộc xe ô tô rẽ phải, cho nên là không được đi tất cả các hướng còn lại. Biển báo ở phía trước là cấm rồi, cho nên mình không được rẽ. Và bây giờ sẽ là bức xạ hình tiếp theo, xin mời. Câu hỏi của chúng ta như sau: các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Hết. Mời nhà Phương Nam. Em nghĩ là ở đây thì theo hướng dẫn của chú cảnh sát thì là sẽ xe tải đi trước, xong rồi đến xe mô tô, rồi là đến hai cái chiều xe hai bên màu xanh lá và màu xanh dương. Xe tải đi trước. Cả hai xe tải luôn. Hai xe tải cả đi trước. Cả hai xe tải được đi. Xong đến mô tô đi, sau đó đến mô tô đi. À, đây đây, cái chiều này là đang đi này. Có nghĩa là cái chiều này đi trước anh. Là chiều này được đi trước. Chiều dọc đi trước, xong rồi chiều ngang. Sau đó thì chiều ngang. Mới tới chiều ngang theo sự chỉ đạo của dạ, chú cảnh sát giao thông. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Nếu như không có chú cảnh sát giao thông thì chúng ta phải nhìn vào biển báo. Và nếu như có chú cảnh sát giao thông, chúng ta phải làm theo cái hướng tay. Khi mà dơ lên như thế này thì cái xe ở phía trước phải dừng lại, phía trước mặt hoặc là đằng sau của chú cảnh sát giao thông phải dừng lại. Và cái hướng tay thì chắc chắn là hai cái hướng đang song song ở đây sẽ được đi di chuyển và ngược lại như thế. Chúc mừng các bạn, chúng ta đã trải qua 5 bức xạ hình. Và điểm số hiện nay nó cũng khá căng thẳng như sau: 4 đáp án đúng ở trong vòng này đã thuộc về đội của Nhâm Phương Nam. Các bạn có thêm 8 điểm nữa. Và đội của Kim Thành, các bạn đúng được một câu, các bạn có thêm 2 điểm nữa cho đội của mình. Quý vị thân mến, khép lại vòng thi đấu thứ hai mang tên hợp sức, chúng ta đã có được những số điểm như sau: 2 điểm trong vòng này và 4 điểm ở vòng đầu tiên. Đội Chiếc Thuyền An có được 6 điểm, chúc mừng. Trời quá. Đội Xích Lô được 8 cộng thêm số điểm 7 ở vòng đầu tiên, có 15 điểm, chúc mừng. 6-15. Chúng ta hiện tại đang dẫn trước 9 điểm, đúng không ạ? Và xin được thông báo đội Kim Thành và Hải Nam, các bạn vẫn có cơ hội lội ngược dòng nếu như các bạn chiến thắng ở vòng sau. Cố gắng lên. Vòng thi đấu thứ 3 của chúng ta mang tên Vượt Chướng Ngại Vật, xin mời. Xin chào mừng quý vị, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với vòng thi đấu thứ 3 của Về Nhà Đi Anh được mang tên Vượt Chướng Ngại Vật. Luật chơi vòng 3, Vượt Chướng Ngại Vật. Hai thành viên của mỗi đội sẽ phối hợp để tham gia thử thách vận động. Đội chơi chiến thắng sẽ nhận được 10 điểm, đội thua sẽ không có điểm. Kết thúc 3 vòng thi,
đội chơi có điểm số cao hơn sẽ bước tiếp vào vòng đặc biệt. Đội còn lại sẽ dừng cuộc chơi tại đây. Và luật chơi rất đơn giản như sau. Đây quý vị thấy, chúng ta có một thứ hiện đại văn minh và một thứ cổ truyền Việt Nam. Đây là chiếc rổ bằng rế, đội lên trên một chiếc nón bảo hiểm. Giống như là khi mà chúng ta đi tham gia giao thông bằng xe máy, chúng ta phải đội nón bảo hiểm nha. Hai vạch xuất phát ở đây, vạch bắt đầu, vạch phía dưới. Hai người sẽ đứng hai nơi. Nhiệm vụ của cái người đội cái nón này sẽ đứng ở phía kia để hứng banh. Còn người chơi ở đây rất đơn giản, các bạn sẽ dùng lực tay của mình ném làm sao để người đang đội cái rổ này trên đầu hứng được quả banh mà rơi được ở đây nha. Nếu như mà rơi vào rồi mà tưng ra ngoài thì chúng ta cũng không tính. Sau đó các bạn sẽ nghiêng đầu làm sao để cho quả banh này rơi vào trong rổ quy định của chương trình ở đây. Thế là các bạn đã có được một quả banh. Và cứ như thế, tương tự thông qua 2 phút trong trò chơi này, đội chơi nào có số lượng banh nhiều hơn là đội chơi chiến thắng với 10 điểm. Rồi, xin mời hai thành viên của hai đội chúng ta quảnh tù xì để xác định ai thi trước ạ. 1, 2, 3. Rồi, nhập từ nào thắng? Mình chơi trước hay chơi sau? Bà được quyền thi trước hoặc thi sau? Thôi để em, bà em sẵn sàng rồi, cho đội Thành chơi trước. Cho đội Thành chơi trước. Vâng, mời đội Kim Thành và Hải Nam không sao tự tin lên. Yeah. Rồi, Kim Thành sẵn sàng chưa? Ok. Hải Nam, ok. Và bây giờ, 2 phút dành cho các bạn. Bắt đầu. Hứng nào, trời. Nhanh lên chị ơi. Em có thể ném mạnh lên để cho bạn hứng. Cố lên, cố lên. Không được chạm vạch quy định của chương trình. Rồi, vui lên em ơi. Cố lên. Em ném mạnh lên nha. Chị Thành ơi, cố lên. Được chưa ạ? Anh em cố lên. Em đừng trốn ra ngoài. Em bị lùi á. Cố lên chị ơi. Lên nào, vạch lên. Đi. Bình tĩnh. Vô rồi nha. Từ từ nhá, đừng nghiêng nhá. Ok. Cố lên. Vào chơi lên nào. Vào mình chơi lên nào. Đừng nghiêng nhá. Ok, nghiêng đi em. Đừng nghiêng nào đấy. Bỏ vào. Đúng rồi. Được một quả đầu tiên rồi. Nào. Cố lên. Em sai, phải cúi cái đầu xuống. Em cúi cái đầu xuống. Hơi lệch qua bên trái ta. Tóc quạt nó thổi. Cố lên chị ơi. Nào đây. Đấy, chúng ta còn 40 giây. Căng ghê ta. Cố lên Thành ơi. Rồi, đúng rồi. Nhanh. Hai quả rồi, hơi lo rồi. Hơi lo rồi đó. Cao lên chị ơi, 20 giây. 19, 18. Từ từ, 15. Mình gây áp lực, mình đếm số rồi. Đếm số đi em, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Ở trong cái rổ này có hai trái phạm quy là tổng cộng 2 phút thì đội của chiếc thuyền nàng có được 3 quả banh. Chúc mừng. Rồi, đổi lượt. Ba quả banh không phải là điều dễ dàng gì đâu. Anh nghĩ là 2 phút. Chúc em may mắn nha. 2 phút bắt đầu. Cố lên nào. Anh cứ đỡ mình thôi. Khó phết đấy. Bình tĩnh thôi. Bình tĩnh không sao cả. Từ từ. Em sợ ông đụng chính nào. Chậm mà chắc. Chậm mà chắc. Cố lên. Bình tĩnh. Bình tĩnh lại. Hai phút lần em. Quả đầu tiên. Bình tĩnh lại là được. Chiều cao cũng là một bất lợi đúng không? Thôi à, anh đứng em đây chừng nào.
ơi. Mạnh quá, nghe lại. Đó, gần gần được rồi, cố lên, cố lên. Mình đi không sao hết. Em nghe lại một tí em, nghe lại một tí. Từ từ. Chốt này rồi. Giống như bé đi tập võ xuống tấn. Nghe lại, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh đi, không sao đâu. Bình tĩnh. Bình tĩnh đi, thua thôi mà, có gì đâu. Đó, ừ. Đó, đâu. Đó, đó. Cố lên. 40 giây. Đổi chân. Nam, em cũng phải di chuyển đi để hứng mạnh. Đó. Đó. Một quả nữa là bằng mình. Tất cả hàng cũng phải bằng nhỉ. Đừng thắng, đừng thắng, đừng thắng. Hai quả. Gió bạn lên nào. Đừng giơ. Mình tính sao? 21. Bình tĩnh thôi. Đừng giơ màu đỏ. Hai quả nữa, hai quả nữa. Mười giây, mười giây, mười giây. Không được chạm mặt quy định của chương trình nha. Lùi lại xíu em. 8, 7. Mình tính không sao cả. 5, 4. Thôi mời các bạn ra đây nào. Hôm nay mới khẳng định một cái câu học tài thi vận là càng chính xác. Thực sự ra thì đây là sự may mắn thôi. Ở những giây cuối cùng, đội chơi của Nhâm Phương Nam và bạn Kim Ngọc không hoàn thành được 3 quả banh. Nếu như các bạn được 3 thì chúng ta sẽ có một cái lượt hiệp phụ nữa. Nhưng không, chúng ta được 2 thôi. Cho nên là mình là đội chưa chiến thắng. Đội chiến thắng nhận được 10 điểm nữa sẽ được chúc mừng cho đội Chiếc Thuyền Ngang. Trời ơi, giống như lời tôi tiên đoán. Và đây chính là cú lộn ngược dòng vô cùng ngoạn mục. 15 điểm là đội của Xích Lô. Và 16 điểm là đội của Chiếc Thuyền Ngang. Chắc chắn rồi, kết quả này đội Chiếc Thuyền Ngang sẽ bước tiếp vòng thi đấu cuối cùng, mang tên Về Nhà Đi Anh để chinh phục giải thưởng là 50 triệu đồng. Còn đội Xích Lô, chúng ta phải dừng cuộc chơi tại đây. Cảm giác của Nam cũng như là Kim Ngọc như thế nào khi tham gia vòng 3 mà vận động mà vẫn chưa chiến thắng? Sao? Đã bị nghẹn. Tức nức nở. Em thấy là Ngọc, những cái phần thi trước Ngọc đã rất cố gắng. Thế nên là Ngọc, em nghĩ là cái vòng này thì cái phần vận động nó không phải sở trường của Ngọc. Nên cũng không có gì phải đáng tiếc lắm. Chính xác. Ngày hôm nay thì có rất là nhiều những cái kiến thức được chia sẻ nè. Và những cái tình huống mà mình được xử lý nữa với những cái xa hình. Tụi em có rút được gì kinh nghiệm cho mình để chia sẻ với tất cả quý vị khán giả không? Thì qua ngày hôm nay em đã học thêm rất nhiều cái biển báo để phục vụ cho cái việc mà thi bằng lái xe ô tô của em sắp tới. Được, năm nay thi đúng không? Vâng. Rồi, chúc em đậu nha. Tại vì nghe đâu á là năm nay đã có những cái luật mới nó còn khó hơn nữa với cái việc là thi bằng lái ô tô. Cho nên phải học thật là kỹ và thực hành thật là giỏi nữa nha. Còn em sao Ngọc? Dạ, sau hôm nay thì em thấy là em biết thêm nhiều biển báo lắm. Giống như là cái biển mà rửa xe ô tô. Dạ. Đó, lần đầu tiên em thấy luôn. Nên là em đến đây học được nhiều kiến thức lắm. Dạ. Còn anh thấy là thông qua cái trò chơi này tự nhiên anh lại rút ra được một cái kinh nghiệm. Nhìn cái này anh lại nhớ tới làng quê của mình. Đặc biệt hơn hết là những cái khu vực mà đường nông thôn đó hay xuất hiện những con vật đi ngang đường chẳng hạn. Thì khi mà chúng ta tham gia an toàn giao thông trên đường thì chúng ta cần phải để ý về đường, chứ không phải là giống như Kim Thành lúc đầu có chia sẻ hồi tuổi thơ của mình đó em. Là lái xe mà nhìn trời quá mà không nhìn đường thì đôi khi lại mất an toàn giao thông cho chính bản thân mình và những người xung quanh. Chúc mừng cho đội chiến thắng bước vào vòng trong. Và cảm ơn các bạn, đội Xích Lô đã đến với chương trình Về Nhà Đi Anh. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Thank you. Chúc mừng nha. Vậy là chúng ta đã biết được đội nào đến với vòng cuối cùng mang tên Về Nhà Đi Anh. Xin được chúc mừng đội Chiếc Thuyền Ngang. Đừng chuyển kênh nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút. Luật chơi vòng 4, Về Nhà Đi Anh. Đội chơi sẽ trả lời một trong hai gói câu hỏi của chương trình. Đối với gói câu hỏi trắc nghiệm, đội chơi sẽ có thời gian 1 phút 30 giây để trả lời. Đối với gói câu hỏi tự luận, đội chơi sẽ có thời gian 3 phút để trả lời. Mỗi đáp án đúng thì đội chơi sẽ chinh phục được một cột mốc tiền thưởng. Với Về Nhà Đi Anh. Và đây là vòng cuối cùng, cũng mang tên là Về Nhà Đi Anh luôn. Minh Sụ đang cầm trên tay hai phong bì. Đây là hai gói câu hỏi hoàn toàn khác nhau. Gói những câu hỏi trắc nghiệm và gói những câu hỏi tự luận. Chúng ta phải lập luận, trả lời theo tư duy mà nó logic thì chúng tôi sẽ xác định đó là đúng. Mời các bạn bốc thăm trước nha. Chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi sau. Xin mời.
Cái nào? Bạn thích cái nào? Đây, cái này ạ. Ừ, cái này. Ê. Ồ, trắc nghiệm. Đó là gì ạ? Câu hỏi trắc nghiệm. Câu hỏi trắc nghiệm ạ. Câu hỏi trắc nghiệm. Chúc mừng các bạn. Coi như là một cái tấm vé may mắn cho mình với những cái cột mốc. Các bạn thấy cái xe không ạ? Một cái nó sẽ bự lên và nó sẽ khởi hành với những cột mốc hoàn toàn khác nhau. Dạ. Các bạn hô biến cái đi nó bự lên liền ạ. Hô biến lên. Đó. Nếu như trả lời đúng câu đầu tiên, các bạn sẽ có cột mốc 1 triệu đồng tiền thưởng. Và cứ như thế, xe nó sẽ chạy về phía trước nhé. Dạ. Sẵn sàng chứ nào? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Và bây giờ sẽ là những câu hỏi trắc nghiệm dành cho đội chiếc thuyền năng. Câu hỏi đầu tiên như sau. Xe lăn dùng cho người khuyết tật thuộc phương tiện giao thông thuộc loại nào? Có hai đáp án. A. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. B. Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ. Dạ, thô sơ. Thô sơ, chính xác. Câu hỏi số 2. Xe máy chuyên dùng có phải là phương tiện tham gia giao thông đường bộ hay không? Có hay không? Có. A hoặc B? A. Có. A là có. Đáp án chính xác. Một phần của đường được chia theo chiều ngang của đường có bề rộng đủ cho xe đổ an toàn, có được hiểu đúng là khái niệm làn đường hay không? A có, B không? Đáp án A. Chưa chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Đổ rác, xả nước thải ra đường phố không đúng nơi quy định thì phạt bao nhiêu tiền? Câu A, phạt từ 300 đến 500 ngàn đồng. B, 500 tới 1 triệu đồng. Đáp án A. A, chưa chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Theo Nghị định 46/2016, Nghị định Chính phủ, người đi bộ vượt qua giải phân cách hoặc đi qua đường không đúng nơi quy định thì bị phạt bao nhiêu tiền? A, từ 60.000 tới 80.000. B, phạt tiền từ 80.000 tới 100.000 đồng. Em nghĩ là B. B. B là một đáp án chưa chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng cách khi tham gia giao thông ở trên đường bộ thì bị phạt tiền với mức phạt bao nhiêu? 50 tới 100 ngàn đồng hay 100 tới 200 ngàn đồng? B. 100 đến 200 ngàn. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Những người có mặt tại nơi xảy ra tai nạn giao thông không có trách nhiệm nào sau đây? A. Cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Và B. Dọn dẹp hiện trường và di chuyển phương tiện tai nạn vào lề đường. B ạ. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Hành vi vi phạm nào của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tới 3 tháng? A. Dừng xe. Hết thời gian. Nhưng mà chúng ta cũng trả lời được đúng nhiều câu. Và cột mốc của các bạn đang dừng lại ở 6 triệu đồng. Chúc mừng. Thật sự ra các bạn đã trả lời được 7 câu rồi. Chúng ta còn lại 3 câu nữa mà thôi. Nhưng không sao cả. Ngày hôm nay 6 triệu cũng là một số tiền thưởng cũng khá là cao và may mắn dành cho mình. Xin mời các bạn. Hải Nam, dạ. Bạn đã từng tham gia những cái game show như thế này bao giờ chưa? Em thì cũng có tham gia những cái game show mà trả lời câu hỏi. Nhưng mà kiểu tụi em sẽ là đồng đội team hơn, tụi em sẽ đưa ra ý kiến. Dạ, dạ. Còn về an toàn giao thông thì như về thế nào? Về an toàn giao thông thì lần đầu tiên em tham gia. Nhưng mà nhờ chương trình này thì em có thêm nhiều cái kiến thức mà đối với những câu hỏi nó rất là dễ. Tưởng chừng như là mình biết, nhưng thực sự là mình suy nghĩ nó sai. Dạ. Và đến tham gia chương trình này thì mình mới biết thêm được là những cái đáp án mà mình cần thiết ở trong cuộc sống mình hơn. Hợp lý, dạ. Kiến thức mà nó rất là bao la rộng lớn mà nhiều khi bản thân mình là những cái quyển sách cần phải được bổ sung thêm rất là nhiều mỗi ngày hoàn toàn khác nhau. Và hy vọng rằng là chương trình này sẽ có ích cho tất cả chúng ta ha. Dạ. Còn Kim Thành, bạn muốn chia sẻ một cái thông điệp gì đó về việc an toàn giao thông ngày hôm nay mà mình góp nhặt được không? Dạ, đó là em phải đi học nhiều hơn để tìm hiểu hơn về luật giao thông. Dạ. Cũng có thể do mình hay di chuyển bằng các phương tiện như kiểu taxi Grab, đúng rồi. Taxi hoặc là có người chở mình đúng không? Vâng. Dạ, cho nên mình không để ý lắm. Đúng rồi. Sau đây thì chắc về mình phải chủ động nhiều hơn. Chính xác. Không cần cái gì quá khó khăn đâu, chỉ cần xem chương trình này là được. Mình tự tin mỗi tuần chúng tôi sẽ cập nhật rất là nhiều những cái biển báo mới và đặc biệt là những tình huống hoàn toàn khác nhau để chúng ta có thể có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng hơn. Và chúc cho tất cả mọi người sẽ luôn luôn an toàn khi tham gia giao thông trên đường. Đây là số tiền 6 triệu cho các bạn nha. Yeah. Cảm ơn anh Minh Thu, cảm ơn chương trình. Quý vị thân mến, mỗi tuần chúng tôi sẽ có những điều hấp dẫn như thế. Đừng quên mở TV vào lúc 21:15 ngày thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9 quý vị nhé. Chương trình Về Nhà Đi Anh do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Còn bây giờ Minh Du phải nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại vào tuần sau.